Anh ta không tuyệt vời như chị nghĩ đâu. Anh ta tán tỉnh các cô gái khác cơ. Chị không biết thì thôi. Nhưng mà chẳng lẽ chị lại cố tình không hiểu về mối quan hệ của chị Yên và anh Vinh à? Tại sao em không được tặng quà đắt tiền cho chị? Chị nói chị thích mẫu con trai giàu có hơn gì? Lúc đó chị chỉ nhắn tin trêu em thôi. Không ngờ em lại ám ảnh về câu đấy. Không phải. Chị nói như vậy vì chị nghĩ em không bao giờ đủ tiêu chuẩn chị đề ra. Đẹp trai, giàu có, nhiều tiền. Em sẽ cố gắng đầy đủ mọi tiêu chuẩn để có thể trở thành bạn trai của chị. Thế nên em phải mua quà đắt tiền tặng chị. Lại còn khoa trương chuyển tiền hỗ trợ anh Hùng ngay trước mặt chị. Để chị biết em là người có tiền, đúng không? Em không phải làm thế. Vì trước sau em vẫn là em trai của chị thôi. Em không thích. Em xin lỗi. Chị Đông, chị có thể cho em thêm cơ hội, thêm thời gian để em có thể chứng minh em có thể trở thành bạn trai của chị, được không? Em đừng làm khó chị nữa. Chị từ chối em chỉ vì anh Vinh là hình mẫu lý tưởng của chị à? Chị thích anh ta rồi đúng không? Đúng không? Chị thích anh ta rồi đúng không? Chị thích ai không nhất thiết phải nói cho em biết. Còn nếu em vẫn nghĩ chị thích đàn ông lắm tiền thì em coi thường chị rồi đấy. Em chả hiểu gì về chị hết. Anh ta không tuyệt vời như chị nghĩ đâu. Anh ta tán tỉnh các cô gái khác cơ. Chị không biết thì thôi. Nhưng mà chẳng lẽ chị lại cố tình không hiểu về mối quan hệ của chị Yên và anh Vinh à? Chị nghĩ em không nên quan tâm phán xét về chuyện của người khác. Còn nữa, chị đã nói chuyện rõ ràng với chị Yên rồi. Chị ấy và anh Vinh không có mối quan hệ tình cảm nào hết. Vì thế em đừng đặt điều cho anh Vinh nữa. Anh ấy là người như thế nào chị tự biết. À, em có thể nói cho anh biết chuyện gì vừa mới xảy ra không? Anh lại nghe lỏm đấy à? Anh nghe được thì hỏi em làm gì? Anh vừa mới về đến đây thôi. Hình như hai đứa căng thẳng à? Anh nói thế thì biết rồi đấy. Không cần phải hỏi em nữa đâu.